Hiếu Minh Auto xin kính chào tất cả các bác, các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay tầm này ngoài chiều này, nó đang quay trên phòng nhà em. Chiều muộn rồi. Thì bên em có về rất nhiều hàng, trong đó có 8 mã mixer. Thì hôm nay em xin vui ra một mã trước, đó là mã mixer Yamaha MG16XU, một dòng mixer có tiếng trên thị trường rồi, rất nhiều thương gia đã bán. Đấy. Thì hôm nay em đã vui ra một thùng sẵn để test âm cho các bác, test đường mic, rồi là cũng giới thiệu qua về các cái nút tinh chỉnh cho các bác nhé. Thì đây là hàng không bóc hộp, đây các bác nhé. Em đây em tháo một hộp sẵn của em đây rồi. Thì đây hàng không bóc hộp, em mở hộp này cho. Cầm dao lên không? Có. Rồi đấy, mở ra cho. Hàng không bóc hộp các bác nhé. Yamaha MG16XU. Con này thì có 16 đường đây các bác nhé. 16 đường này. Sách hướng dẫn ở dưới này. Bóc hộp đó. Rất là đẹp. Nhưng mà thấy trước phải sao cho bác nhỉ? Sáng nét như bác nhé. 16 đường và 24 chế độ các bác nhé. 24 chế độ chỉnh. Đấy. 24 chế độ sẵn. Quay đằng sau các bác. Yamaha. Hàng Yamaha này sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Trung Quốc. Đây. Bên trong thì gồm dây sạc nguồn này, dây cắm để chỉnh máy tính này các bác này, USB này. Trong quyển sách dẫn toàn tiếng Trung Quốc thôi. Đấy. Toàn tiếng Trung Quốc thôi. Đấy. Và hai cái giá này thì đấy là hàng không bóc hộp. Thì bên trong đây thì em cũng vừa mới hàng vừa về thôi thì em cũng chỉnh qua thì đối với con này đây nó gồm trong đó thì có 8 đường line các bác nhé, 8 đường line này. Line đi chung với cổng ca lông nha, 2-in-1 nha. Đây là em cắm cổng số ly, còn bác cắm các cổng ca lông vào được bác nhé. Hai nha, 2-1 đấy, 8 đường và hai đường này là cổng ca lông các bác này, cổng ca lông đấy. Và đường AUX thêm thiết kế thêm đường phụ 4 cổng AUX thêm. Còn đường group out đây là đường này chuyện nó lối với liền với hai cổng group 1 2 này, group 3 4 chỉnh chỉnh dưới đây các bác nhé. Đấy. Ở đây hai cổng ra. Cổng ra output với cái đường này đường xuống đẩy các bác này. Xuống đây, hai đường ra. Đấy. Thì đối với các tinh chỉnh đây thì gồm có 24 chế độ. 24 chế độ thì em giới thiệu sơ qua, ví dụ đây rất là đơn giản, không như một số dòng mixer khác thì các bác phải ấn nút và cài đặt chế độ, nhưng đối với đây thì rất là đơn giản. Nó cũng chế độ em đang ngồi chế độ 13, trời nó là chiều tối rồi nên đèn dọn hơi phản lại tí. Đây chế độ 11 thì bác chỉ cần xoay vào đây bác ấn cái là lưu lại luôn chế độ 11, rất là đơn giản. Đấy, chế độ 13 thì bác chỉ ấn vào đây lưu cái xong thành chế độ 13. Đấy, ví dụ đấy, 24 chế độ các bác rất lựa chọn, rất đơn giản, bác chỉ xoáy chọn chế độ và ấn để lưu. Đấy. Còn min max là nghĩa là tăng giảm âm lượng của chế độ đấy, tăng giảm âm lượng chế độ đấy. Đấy. Còn stereo nghĩa là âm lượng tổng. Thì đây em có cắm hai đường line, gồm hai đường line, cấp vào hai đường line thì cách tinh chỉnh như rất nhiều các thương gia đã hướng dẫn các bác rồi đấy. Thì gồm bát này, đây bát này, gồm 26 decibel, đây là đường cắt bát này, grass ran đây là cái đường này thì hầu như rất nhiều các thương gia, không phải riêng em mà là rất nhiều bác là hướng dẫn là chỉnh là khi bác chỉnh âm thì hay gì là bác chỉ chỉnh hướng tầm em khoảng 9 đến 10 giờ, vì là nếu bác chỉnh cái này khuếch đại quá thì nó sẽ ồn tiếng và không hay. Còn nút cop đây là nén tiếng bác nhé, tính năng của là nén tiếng. Hai thì bác biết rồi là chết này, mid chung này, lao bass này, rất đơn giản. Khi các bác chỉnh cho em, lưu ý cho em là gì? Khi hai đường tín hiệu line vào thì các bác phải chỉnh hai kênh. Vụ đây vụ em đang chỉnh line hai kênh line 1 line 2 đây thì các bác có thể chỉnh line 3 line 4 thì các bác
cắm thì bác phải chỉnh ở nút đây là chỉnh song song với nhau bác nhé. Đấy, như đây em chỉnh lên một đường AUX thì như ở dưới đây thì em khóa AUX3, AUX4 vào. Đấy, lao là bát các bác nhớ nhé, lao bát này, lao bát này, mid này, mid này, mid là trung này, trung thấp, trung cao này, trung cao, trung thấp, trung cao, trung thấp, nhầm, hai mic là chết như các bác nhé. Nó tưởng tượng như bác đây nó sẽ là cái mixer ấy, giải quyết cho chúng ta là gì, nó sẽ nhiều đường, ta có thể tinh chỉnh mỗi đường mic khác nhau và có thể cắm vang vào này hoặc cắm đàn guitar vào, nghĩa là có tạo ra nhiều đường để chúng ta cấp tín hiệu và tinh chỉnh khác nhau riêng biệt. Còn đâu về cơ chế thì các bác biết rồi, nó tỉnh nhưng mà con mũi là mỗi một dãy này bác tưởng tượng như một con vang thì các nút nó tương đồng nhau thôi. Đấy, FX đây, FX này bác tưởng tượng là echo, FX đây chính là echo, echo các bác nhé, chính là echo, echo, echo tăng giảm echo. Đấy, vang này thì hướng vang này các bác này thường là em thấy các thực ra bọn em hàng mới về thì những em cũng học lại của một số thương gia thôi, thì người ta thì các bác rất nhiều bác hướng dẫn là các bác nên để ở giữa này để cho cân bằng, là sao cho hai kênh đỡ bị lệch tiếng. Thì đây gồm 16 đường thì các bác cắm đường nào thì bác nhớ bật on cho em nhé, on nhé, on lên là mình nói lên thì em xin phép là mở một đoạn nhạc cho bác nghe. Thế em ấy thì hàng về hơi tối em làm hơi gấp. Đây. Đây là Dula V3 đây thì em đây các bác nhìn cơ cấu em chỉnh đường 9 rồi tương đối các bác quá ạ, bác cùng thử mic với em nhé. Alo, 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 1, 2, 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
bác để ý cái tiếng nhá, đuôi đuôi trồ nhá. Alo 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 alo, một hai 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 ba 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 ba, bốn năm sáu sáu. Nói chung là chỉnh rất là dễ các bạn, chỉnh rất dễ. Đây em đứng xa đây. Alo alo alo, cái khoảng cách của em với Noi nhá, chừng 30-40 mét thôi. À bao em xin lỗi là nhiều. Bao 40 phân. Alo alo. 1 2 3 4 Bác để ý nhá. Alo alo. Thì đây thì hàng về, thứ nhất em báo là sản phẩm bên Hiếu Minh đã về. Dòng mixer Yamaha MG16XU. Thì đợt này nhà em về khoảng 8 mã mixer khác nhau nhá, rất nhiều sản phẩm các bạn lựa chọn. Thì hôm nay hàng mới về thì
em quay cho các bác là sản phẩm bên em, sản phẩm đầu tiên em quay là đó là con Yamaha MG16XU. Thì các bác biết, các bác có sản phẩm này thì thực ra bên thị trường bán rất nhiều rồi. Thì các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ em qua số điện thoại 0919182233 hoặc số Viettel 0168984038 để em có thể ship code COD cho các bác nhé. Thì đối với dòng này thì bên Hiếu Minh cung cấp với giá rất là mềm, không phải riêng dòng mixer mà tất cả các dòng khác giá rất là mềm, nhưng các bác cứ yên tâm thôi. Thì đấy, và các bác có thể đến tận cửa hàng em số 451 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để các bác bạn tư vấn và dẫn vào đầu lối nhé. Và em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm video và hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin thân ái và chào tạm biệt các bác ạ.